Dạ, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì ở shop Đầu Câu Nhật Bản Bình Định xin được giới thiệu với mọi người video số là 561 ạ. Thì video này em sẽ giới thiệu với mọi người một lô cần, và cần của em ngày hôm nay là dạng cần tay trợ máy nha mọi người, hay còn gọi là cần ISO ạ. Ngày hôm nay em có khuyên lớn và khuyên nhỏ, tất cả đều là chất liệu carbon cả. Và giá em báo trong video này thì chưa bao gồm phí ship ạ. Bên em có ship code toàn quốc và phí ship mỗi đơn đối với cần là 40.000 ạ. Khách nhận hàng kiểm tra hàng và thanh toán ạ. Và khách có nhu cầu đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ với shop thông qua số điện thoại là 0974088309 hoặc là kết nối Zalo qua số 0766609682 nha mọi người. Đầu tiên thì em xin được giới thiệu mọi người cây số 1 ở đây em có nè. Thì cây số 1 ở đây em có đây là một cây cần của NFT. Cây này là một cây cần của dòng hàng nội địa Nhật nha, NFT. Đây. Cây này thì nó có dòng là dòng cần NFT đời cũ nữa, cũ nha. Nó hơi ngoại hình cây này thì cũng không được sáng lắm, nó có sàn xước chui của cần đây. Còn góc của cần được quấn nhựa thế này nha. Bát của cần là bát kẹp Fury FS7, dài 5m4. Cây này thì bà có bao gồm có 7 giống. Cây này ngoại hình giống bên ngoài thì nó cũng có sàn xước như thế này. Và khoen của cần, cây này khoen của cần là khoen Fury cả nha. Cây này thì có nó được phối hợp cả hai loại khoen, khoen ở dưới này là 2466 khoen là khoen Fury dạ quang, còn lại là 24 khoen Fury thường, và bô của cần cũng là Fury. Cây này có tổng cộng là 10 khoen và một đầu bô nha, dài là 5m4. Cây này em đo được chiều dài thực tế của cần cũng là 5m4 luôn ạ. Cây này cần ngọn lớn nha, cây này ngọn lớn. Ngoại hình thì cái này nhìn cái vẻ nó hơi tối cần một xíu, nó có sờn xước. Đây, ngoại hình nó có trầy xước như thế này nha. Cái này em báo ngoại hình gọi là xấu đi, cái này có ngoại hình xấu nha. Dài 5m4. Chung là cái này ngoại hình thì nó có trầy xước cũng tương đối dài là 7 giống. Bao gồm có là 7 giống như thế này nha. Đây là giống thứ ba tính từ gốc tính vào. Đấy. Trời xước cũng những vết xước nhỏ li ti cũng tương đối nhiều nha. Đây là giống thứ hai tính từ gốc tính vào. Đấy. Cái này có ngoại hình xấu nha mọi người. Dài 5m4 cần của NFT. Thì cây số một này dài 5m4, khi rút về còn lại là 100cm. Gốc thì có độ lớn là phi 25, ngọn có độ lớn là 1.7 ly. Cái này nặng là 401 gram và có độ cứng là tầm 3H nha. Và cây số 1 này cái giá là 520.000. Cây này thì ngoại hình nó xấu nha mọi người. Tiếp đó là cây số 2. Cây số 2 ở đây em có là một cây dài là 5m4 như thế này nha. Cây này thì đây, phần gốc của cần. Cái này phần gốc của cần họ được quấn nhựa, nhựa cây này thì nó cũng có bị sờn với nó bị bám bẩn, nhìn nó tối màu thế này nha. Bát của cần là bát kẹp Fury FS6, dài 5m4, và cây này là một cây cần của Roya. Roya là thương hiệu của hàng nội địa Nhật nha. Dài 5m4 thì cây này em đo được là 5m3 nha mọi người. Hạ ngọn một khoảng là 10cm. Ngoại hình thì có những vết xước nhỏ, xước dâm nhỏ đây tay. Khoen của cần đây ạ, cái này khoen của cần là khoen Fury cả nha, có 2, 4, 6, 8, 9 khoen và một đầu bu. Cái này có 9 khoen một đầu bu ạ. Cái này ngọn mảnh, ngọn số 1, ta ngọn mảnh, ta câu cảm giác ạ. Phôi của cây này là xoắn vòng nổi gân như này, khá là đẹp như cây này, xoắn vòng thế này nha. Phôi cây này khá là mới. Những cái giống bên trong thì khá là ok, cây này chỉ có giống bên ngoài thì nó hơi xước nhỏ, nhỏ dâm li ti. Cái phần cuối giống thứ nhất thôi. Đây là giống thứ hai tính từ gốc tính vào. Giống thứ hai có những vết xước nhỏ li ti, chủ yếu là nó xước cái lớp keo phủ bóng bên ngoài thôi, nó không có ảnh hưởng tới cái lớp sơn phô bên trong. Giống thứ hai thì cây số 2 này dài là 5m3, khi rút về còn lại là 100cm. Gốc có độ lớn là phi 22, ngọn có độ lớn là 0.7 ly. Cái này nặng 219 g và có độ cứng tầm khoảng là 1H đến 1H rưỡi nha mọi người. Và cây số 2 này có giá là 600.000, cần của Roya. Roya là thương hiệu của hàng nội địa Nhật. Tiếp đến là cây số 3.
Cái số 3 đây một cái là một cây cần của Center Grip. Center Grip là một dòng cần của Hàn Quốc xuất Nhật nha. Cái này thì góc bên ngoài, ngoại hình thì cũng khá là sáng cần, có sần nhẹ sức nhẹ xíu, cái lớp sơn mỏng bên ngoài thế này. Bát của cần là bát kẹp Fury FS6. Đây, in Cora nha, cái tem nó cũng bị bong nhẹ. Dài 5m4, ngọn số 1. Cái này thì ngoại hình mới sáng. Khuyên của cần. Cái này khuyên của cần cũng là khuyên Fury. Có là 2, 4, 6, 8, 9 khuyên và một đầu bu nha. Tất cả các khuyên và bu đều là Fury cả. Cái này cũng phải dạng ngọn mảnh, ta câu cảm giác. Nhưng mà ngọn dòng này khá là nảy luôn. Và cái này ngoại hình mới đẹp, mới sáng nhé. Cái này lắp sơn mà phủ bóng bên trong vẫn còn khá là ánh bóng luôn. Phôi của cây này cũng kiểu sáng vòng thế này. Cây số 3 ngoại hình đẹp nha. Đây là giống thứ hai, tính từ góc tính vào, có những bát sức mảnh, khá là mảnh thôi, sức do va chạm nhẹ. Và cây số 3 này ngoại hình mới sáng. Và cây số 3 này dài 5m3, khi rút về còn lại là 100cm. Cây này có chiều dài thực tế là 5m3 nha. Hạ ngọn một khoảng là 10cm nha mọi người. Gốc có độ lớn là phi 23.4, ngọn có độ lớn là 0.7 ly. Cây này nặng 210g và có độ cứng tầm khoảng là 1 h đến 1 h rưỡi. Và cây số 3 này có giá là 650.000. Cây này ngoại hình mới sáng. Tiếp đến là cây số 4. Cây số 4 ở đây em có là một cây của Ryobi. Và Ryobi này được sản xuất ở Hàn Quốc xuất Nhật, mấy cái Cora dòng Ruby Kusma nha. Cái này thì phần gốc của cần nó có sơn xuất nhẹ nhẹ thế này. Tem của cần này. Dài 5m4. Cái này thì có chiều dài thực tế của cần em đo được cũng là 5m4 nha. Bát của cần là bát kẹp Fury FS6. Cái này thì cuối giống nó có xước nha này. Có những vết xước nhỏ li ti ở phần cuối giống thôi nha. Khoen của cần, cái này khoen là khoen Fury cả. Có là 2, 4, 6, 8, 9 khoen và một đầu bu nha. Dài, chiều dài của cần là 5m4. Đây, cái này có một điểm nó bị tróc với nước sơn ở này nha. Giống bên ngoài, giống thứ nhất này. Cái này giống thứ nhất thì có sơn tróc nhẹ. Ngọn 1.5. Ngoại hình thì cây này những giống bên trong cũng có những vết sờn nhỏ. Đây, bắt đầu từ giống thứ 3 trở đi, đến cuối giống thứ 3 đến giống thứ 2 thì khá là sáng, sờn nhỏ li ti thôi, không nhiều lắm. À, giống thứ 2, cuối giống thứ 2 có sờn nha, cây này ngồi cuối giống thứ 2 không được đẹp, có nhiều vết xước nhỏ, cuối giống thứ 2 thế này, một mặt một bên. Và cây số 4 này dài là 5m4, khi rút về còn lại là 100cm. Gốc thì có độ lớn là phi 21, ngọn có độ lớn là 0.8 ly. Cây này nặng 201g và có độ cứng tầm khoảng 1 h đến 1 h rưỡi. Và cây số 4 này có giá là 600.000, dài 5m4. Tiếp đến là cây số 5. Cây số 5 ở đây em có là một cây của Daiwa, dài là 5m3 nha. Cây này thì ngoại hình khá là ok, có sờn nhỏ thôi, nhìn cũng khá là sáng cần. Cần của Daiwa, những vị trí này nó còn bám bận cái vảy cá đó. Bát của cần là bát kẹp Fury FS6, dài 5m3, ngọn 1.5. Và cây này cũng được sản xuất ở Hàn Quốc xuất Nhật nha mọi người. Cây này thì nó không có bị sờn xước gì nhiều lắm, nhưng mà có vẻ lớp keo phủ bóng hơi tối một xíu, không có tối nhiều lắm, hơi tối nhẹ một xíu thôi. Và khuyên của cần, cái này khuyên của cần cũng là khuyên Fury cả. Có là khoen thì khá là mới đẹp luôn. Có 2, 4, 6, 8, 10 à, 8, 9 2, 4, 6, 8, 9 khoen và một đầu bu nha mọi người. Cái này có 9 khoen và một đầu bu. Đây, ngọn lớn. Cái này thì có chiều dài là 5m3. Em đo được chiều dài thực tế của cần là 5m2 nha. Cái này hạ ngọn một khoảng là 10cm. Ngoại hình của cây này, cái này ngoại hình giống bên trong khá là ok. Mới đẹp, cây này ngoại hình mới đẹp. Những cái giống bên trong khá là mới đẹp luôn. Khá mới sáng. Hầu như là không có sần xước gì đáng kể cả.
Chủ yếu có giống bên ngoài, có một vài điểm nó hơi xước nhẹ xíu giống bên ngoài xíu thôi. Dài là 5m2, khi rút về còn lại là 100cm. Gốc có độ lớn là phi 22, ngọn có độ lớn là 1.2 ly. Cây này nặng 208g và có độ cứng là 2H nhé. Và cây số 5 này có giá là 700.000. Cần của đai qua, cây này ngoại hình giống bên trong rất là mới đẹp. Tiếp đến là cây số 6. Cây số 6 ở đây em có là một cây của đai qua luôn ạ. Cây này dài 5m3 nha, ngọn số 1.5. Cây này thì em đo chiều dài thực tế của cần là 5m. Cây này thì hạ ngọn một khoảng là 30cm nhé. Bát của cần là bát kẹp Fury FS6, ngọn 1.5 thế này nha. Cái này thì cái giống bên ngoài nó cũng có những vết xước nhỏ li ti thế này, xước lớp keo phủ bóng đó. Đây, có những vết xước lớp keo phủ bóng. Cú giống thứ nhất, vị trí này lớp keo phủ bóng nó bong nhẹ lớp cú giống thứ nhất thế này. Và khoen của cần, cái này khoen của cần là khoen Fury cả, có 2, 4, 6, 7 khoen và một đầu bu. Cái dòng cần đai qua thì nó có hai cái vòng vòng định vị giống thế này nữa nha. Hai cái vòng này nó giống thay hai khoen nha mọi người. Nên số khoen nó sẽ ít hơn cái cây lúc như mấy cái cây vừa được lúc trước nha mọi người. Nó có hai cái khoen nữa nữa, hai cái vòng nữa nữa. Cái cây này thì cái phần đầu này nó dính keo một xíu nè. Cây này thì có chiều dài thực tế của cần là 5m nha mọi người, bị hạ ngọn một khoảng là 30cm. Nó là cây này ngọn của cần nó sẽ ngắn hơn những cái giống khác. Đây một cái điểm này, điểm nó giống với khoen của cần, khoen chạy của cần. Nó đã gọi là cái vòng định vị của cái giống đó. Đây cũng vậy nha mọi người. Cái dòng đai qua này thường có hai cái vòng đó. Giống thứ hai thì có sờn, cái này giống thứ hai có sờn những vết sờn nhỏ li ti thế này nha. Cuối giống thứ hai đây, cái kiểu nó sờn thế này không sâu lắm, vết sờn của vô cuối giống thứ hai không sâu lắm. Cây này ở bên trong họ phối màu đen, bên ngoài thì màu tím thế này. Thì cây số 6 này dài 5m, khi rút về còn lại là 115cm ạ. Gốc thì có độ lớn là phi 22.3, ngọn có độ lớn là 1.4 ly. Cây này nặng 209g và có độ cứng là 2H. Và cây số 6 này có giá là 600.000. Tiếp đó là cây số 7. Cây số 7 ở đây em có là một cây cần của Nissin. Cây này thì 5m3, ngọn số 3. Cây này có chiều dài thực tế của cần cũng là 5m3 luôn nha. Cây này thì ngoại hình xấu nha mọi người, nó có sờn xước cũng tương đối nhiều. Bát của cần là bát kẹp Fury FS7, dài 5m3, ngọn số 3. Đây, cây này ngoại hình xấu, sờn xước cũng khá là nhiều rồi. Giống bên ngoài sờn xước, những vết xước nhỏ li ti thế này. Cần của Nissin, Nissin là thương hiệu của hàng nội địa Nhật. Khoen của cần, cái này khoen của cần là khoen Fury, cái này ngọn mới, ngọn lớn. Khoen của cần này có 2, 4, 6, 8, 9 khoen và một đầu bu. Cái này ngoại hình nó sờn xước cũng nói nhiều giống bên ngoài. Dài 5m3, cái này có chiều dài thực tế em đo được cũng là 5m3. Đây, ngọn của cần ngọn lớn này. Cái này thì hai giống ngọn, không trài xước cũng khá là ít, không có nhiều lắm. Đây là giống thứ ba, tính từ ngọn tính vào, có những vết xước nhỏ li ti. Đây là giống thứ tư, cái này ngoại hình xấu nhé. Cái này em báo ngoại hình xấu đây, bởi vì nó xước những vết xước nhỏ li ti cũng khá là dày thế này. Giống thứ năm, cái này giống thứ hai xấu nha mọi người, xước nhỏ li ti khá là nhiều thế này. Trong là cây này ngoại hình xấu. Thì cây số 7 này dài là 5m3, khi rút về còn lại là 100cm. Gốc thì có độ lớn là phi 25, ngọn có độ lớn là 1.5 ly. Cây này nặng 280g và có độ cứng là khoảng là 3H ạ. Và cây số 7 này cái giá là 580.000. Cây này ngoại hình đã xấu nha mọi người, nó ngoại hình xấu. Tiếp đến là cây số 8 ạ. Cây số 8 ở đây em có là một cây cần của Hàn Quốc, dòng cần Pro Game thế này.
của Hàn Quốc thế này. Cái này thì bát của cần là bát kẹp Fury FS7 dài 5m4 ngọn số 3. Cái này em đo được là dài 5m3 nhé, hạ ngọn một khoảng là 10cm. Tem của cần. Cái này thì các vị nó hơi bám bẩn, nhìn nó hơi bám bẩn nhẹ thôi chứ không có sờn sứt gì nhiều lắm. Khoen của cần, cái này khoen của cần là khoen Fury, có 2, 4, 6, 8, 9 khoen và một đầu bung. Tất cả các khoen đều là khoen Fury cả. Đây, cây này ngọn khá là lớn luôn, ngọn số 3. Foil của cây này mới đẹp. Cây này thì giống bên ngoài nó hơi tối một xíu thôi, còn những cái giống bên cạnh bên trong rất là ok luôn, mới sáng. Cần số 8 này. Ví dụ là bám bẩn gì mà hơi bẩn nhỉ, không có sờn nha. Giống thứ hai, đây là giống thứ ba, đây là giống thứ hai, giống thứ hai cuối, giống thứ hai có những cái lớp sơ keo phủ bóng, nó nổ hạt nước nhỏ li ti nhị xíu thôi, không có độ xước gì nhiều lắm. Cái này là kiểu này, cái vết bẩn xước rất là mạnh. Thì cây số 8 này dài là 5m3, khi rút về còn lại là 103cm ạ. Góc thì có độ lớn là phi 28, ngọn có độ lớn là 1.7 ly. Cái này nặng là 354 g và có độ cứng là tầm 3H ạ. Và cây số 7, cây số 8 này có giá là 720.000. Tiếp đến là cây số 9. Cây số 9 ở đây em có là một cây của Marine Rose. Marine Rose là dòng này của Hàn Quốc luôn, xuất nhập ạ. Đây, góc của cần. Cây này thì được góc của cần được bọc mối xốp như này. Bát vạn, bát Fury, cái này bát Fury bát vạn nha. Dài 3m7, có độ cứng 30, made in Korea nha. Cái này, cái vị trí tem này nó bị bong cái lớp tem ở vị trí này nha. Còn và cây này là cây ISO khoen lớn nha mọi người. Từ cây số 9 trở đây là những cây ISO khoen lớn. Khoen của cần là khoen Fury cả. Đó là khoen Fury, có 2, 4, 6, 8 khoen và một đầu bu. Bu của cần cũng là bu Fury luôn. Cây này có độ cứng là 30, 30 bên cần khúc nha. Dài 3m7 này, người ta đánh lên xe, đánh sông, con sông, suối, đó là ok. Cây này ngoại hình mới đẹp. Cây này ngoại hình mới sáng nhất. Đây, có vết xước ở những điểm này. Còn những vị trí khác này, phôi của cần này nó xoắn vòng, nó rất là đẹp luôn. Nước sơn của cần này, lớp keo phủ bóng vẫn còn, nó nhìn nó ánh bóng cần, khá là mới đẹp. Dài là 3m7. Cái này em đo được chiều dài thực tế của cần là 3m6 nha. Rút về còn lại là 85cm. Góc có độ lớn là phi 25. Ngọn có độ lớn là 1.5 ly. Cái này nặng 285g và có độ cứng là 30 theo thông số của cần nha. Và cây số 9 này có giá là 700.000. Tiếp đến là cây số 10. Cây số 10 ở đây em có là một cây cần của hàng Trung xuất Nhật ở đây. Cây này thì dài 3m6. Cây này thì ngoại hình mới sáng. Bát của cần là bát kẹp, bát hãng. Dài 36, dòng Eco Club, dòng cần của hàng Trung xuất Nhật. Cái này thì có hơi hơi sờn nhẹ xíu thôi. Và khoen của cần, cái này khoen là khoen hãng, có 4 khoen và một đầu bu khoen lớn thế này. Dài là 36. Thì cây này nó có độ cứng tầm khoảng là 5H nha. Tương ứng với tầm 15 bên cần khúc nha mọi người. Ngoại hình mới đẹp, cây này ngoại hình mới sáng luôn. Chất của cần là chất carbon, mới sáng luôn. Mới đẹp. Thì cây số 10 này dài 3m6, khi rút về còn lại là 100cm. Góc có độ lớn là phi 21, ngọn có độ lớn là 1.7 ly. Cái này nặng 249g và có độ cứng tầm khoảng là 5H. Và cây số 10 này có giá là 520.000 ạ. Tiếp đến là cây số 11. Cây 11 ở đây em có là một cây cần của Shimano, dài 2m7, cũng có độ cứng là 15. Cái này phần góc ở dưới 6 nhé. Và Shimano này được sản xuất ở Hàn Quốc xuất Nhật. Đây, phần góc nó sờn xước, cái này phần cuối góc 6. Bát của cần là bát kẹp Fury FS6, cần của Shimano đây. Cái này thì phần cuối góc không được đẹp lắm. Có 4 khoen và một đầu bu. Khoen của cần là tất cả đều là khoen Fury cả. Cái này thì có 3 giống nhé, dài 2m7, bao gồm 3 giống. Phôi của nó thì xoắn vòng thế này. Cái này thì chỉ có góc bên ngoài xấu thôi, những cái giống bên trong thì
sờn giống thứ hai sờn nhỏ thôi nhưng mà vẫn còn lớp keo phủ bóng nên nhìn nó cũng khá là sáng, giống thứ hai nhìn cũng khá là sáng nha. Cây này chỉ cái xấu cái phần giống bên ngoài thôi, cuối cái khúc thứ nhất. Thì cây số 11 này dài 2m7, khi rút về còn lại là 100cm. Gốc thì có độ lớn là phi 20, ngọn có độ lớn là 1.7 ly. Cái này nặng là 140g và có độ cứng là 15 theo thông số của cần của Shimano. Và cây số 11 này có giá là 520.000. Tiếp đó là cây số 12. Cây 12 đem có là một cây cần của Daiwa dài 39, có độ cứng 20. Thì cây này thuộc dòng cần xúp lỡ nha mọi người, cần đánh lên sơ, đánh lục bền. Xúp lỡ nhưng cây này thì giống bên ngoài 6 này. Cây ngoại hình giống bên ngoài 6. Dài 39, có độ cứng 20, 20 bên cần xúp ấy, cần lục ấy. Đây, cần, đây là bên cần lục nha. Đây, giống bên ngoài trời xước cũng tương đối khá nhiều nha. Dài bát của con là bát kẹp Fury FS7 Daiwa. Đây ạ, cây này ngoại hình giống bên ngoài trời xước. Khoen của cần là khoen Fury cả, có 4 khoen và 1 đầu bu ạ. Này, nó cứng 20 nha, khá là cứng. Cây này thì nó bị hạ ngọn một khoảng là 10cm nên nó còn khá là cứng. Cứng 20 bên cần lục, chúng ta đánh lăng xe, đánh lục bờ, lục bằng bờ. Cá sờn nhẹ. Cái này giống thứ hai thì cá sờn nhẹ. Cái này thì nhìn ngoại hình giống thứ nhất nó xấu nha mọi người. Đây, giống thứ hai cũng cá sờn xước. Cái này cần lục xúp lỡ. Thì cây số 12 này dài là 3m8, khi rút về còn lại là 103cm. Gốc thì có độ lớn là phi 22, ngọn có độ lớn là 2.1 ly. Cây này nặng 280g và có độ cứng là dao động khoảng 20 theo thông số của cần đây. Và cây số 12 này có giá là 600.000. Cây này thì nó kiểu là xúp lỡ, chúng ta đánh lên sơ. Và cứng 20 là 20 bên cần lọc nha mọi người. Tiếp đến là cây số 13. Cây 13 ở đây em có là một cây dòng cần của Hàn Quốc xuất Nhật. Cây này thì góc của hướng dẫn này nha. Bát của cần là bát kẹp Fury FS7. Cây này thì họ hướng dẫn thế này. Dài 4,5m, ngọn số 4. Cái này em đo được chiều dài thực tế của cần là 4m40. Khoen của cần đây ạ. Khoen của cần là khoen Fury cả, khoen lớn thế này. Có 2, 4, 6, 7 khoen và một đầu bô. Bô của cần là bô hãng, bô chống sáng nhé. Cái này là bô hãng, cái này lai bô. Dài 4m40, ngọn số 4. Thì cái này hạ ngọn một khoảng là 10cm nên nó sẽ cứng hơn thông số ban đầu. Cứng tầm khoảng là 6H, tương ứng 15 nha, 6-7H. Phôi của cây này mới đẹp, cây này ngoại hình khá là mới sáng. Đây, giống thế này thì có sờn, nhưng mà cây này thì cái phôi của nó khá là ok luôn. Phôi sáng rất là đẹp nha. Đây là giống thứ hai, tính từ góc tính vào. Dài 4,5m, 4m40. Thì cây số 13 này dài là 4m40, khi rút về còn lại là 108cm. Gốc có độ lớn là phi 23, ngọn có độ lớn là 1.9 ly. Cái này nặng 261g và có độ cứng tầm khoảng là 5H. Và cây số 13 này có giá là 700.000. Tiếp đến là cây số 14. Cây 14 ở đây có là một cây cần của hàng Trung xuất Nhật như này nha. Cây này thì ngoại hình giống bên ngoài vẻ hơi tối, cây này nó màu đen. Nó nhìn nó tối cần như này nha. Vẻ hơi bám bọng một xíu này. Cái này giống bên ngoài nhìn nó không được sáng lắm. Bát của cần là bát vạn bát Fury ạ. Dài là 4,5m. Cái này em đo được chiều dài thực tế của cần cũng là 4,5m luôn nha. Đây 4,5m, ngọn số 3. Cái này giống bên ngoài không được đẹp. Cái này em báo ngoại hình giống bên ngoài 6 nha. Khoen của cần, cái này khoen của cần là khoen Fury. Có là 2, 4, 6, 7 khoen và một đầu bô. Cái này khoen lớn nha mọi người. 7 khoen một đầu bô. Cứng tầm khoảng là 3-4H. Phôi của cần này, cây này ngoại hình phôi khá là mới đẹp. Hai giống ngọn này, phôi của cần thì khá là ok. Xoắn vòng, hai giống ngọn thì ngoại hình khá là sáng. Nhưng mà giống thứ ba thì có trầy nha. Cây này giống thứ ba có tróc sơn. Giống thứ ba tính từ ngọn tính vào. Đấy, giống thứ ba có tróc sơn.
Và giống thứ hai cũng vậy, giống thứ hai nó không được đẹp. Nhưng cái này nó xanh rất là đẹp luôn. Giống thứ hai có sờ. Thì cây này nhờ có 3 giống đầu tiên thì không được đẹp. Đây, giống thứ nhất cũng không được đẹp nha. Có xước cái này. Thì cây số 14 này dài là 4,5 m, khi rút về còn lại là 100 cm. Gốc thì có độ lớn là phi 21.5, ngọn có độ lớn là 1.6 ly. Cây này nặng 280 g và có độ cứng tầm khoảng là 4H. Cây này khuyên bác Fury cả nha. Và cây số 14 này có giá là 550.000 ạ. Tiếp đến là cây số 15. Cây 15 ở đây em có là một cây cần của hàng Trung xuất Nhật. Cây này dài 5,3 m, ngọn số 4. Chưa có cần. Bát của cần là bát vạn Fury. Ngọn số 4. Cây này em đo được chiều dài thực tế của cần là 5,2 m nha. Cây này ngoại hình thì mới đẹp. Này, khá là mới sáng luôn. Khuyên của cần. Cây này khuyên là khuyên cây này khuyên hãng nhé. Có là 2, 4, 6, 8. 8 khuyên và một đầu bô. Bô của cần là bô chống sánh thế này. Dài 5,2 m. Có độ cứng tầm khoảng cũng là 4-5H. 4-5H nhé. Cái này ngoại hình mới đẹp. Khá là mới. Cái này ngoại hình mới sáng nhé. Chỉ có cái phần đầu các giống này nó không được đẹp xíu có vì ra tiên nhé. Đây cái điểm này ra tiên. Khoen về nè, khoen chạy, khoen cái là khoen chạy ở giữa cái này nha. Cây số 15 này ngoại hình mới đẹp ạ. Rồi xước hầu như là không có luôn. Và cây số 15 này dài là 5,2 m, khi rút về còn lại là 122 cm ạ. Gốc thì có độ lớn là phi 26, ngọn có độ lớn là 1.8 ly. Cái này nặng 434 g và có độ cứng là 4H, 4-5H. Và cây số 15 này có giá là 700.000 ạ. Và em mới vừa giới thiệu xong lô gồm có là 15 cây cần của mình. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại là 0974088309 hoặc là kết nối Zalo qua số 0766609682. Em xin cảm ơn mọi người, em xin chào mọi người ạ.